ghê không? Đây. Ui, quà của ba hả? Dạ. Trời ơi, ba cảm ơn mẹ Nhân và Buna nha. Ngọt quá, cho con đừng ăn đấy. Ăn bánh đi, cái này trang trí rồi. Ăn đấy ngọt lắm. Đấy ngọt lắm, thôi được. Ui, quà của ba hả? Dạ. Trời ơi, ba cảm ơn mẹ Nhân và Buna nha. Bí mật hả? Tưởng là hết phim rồi đúng không? Sao xem nào? Ai ôi nhờ? Trời ơi, dày đúng không? Mở xem nhá. Ừ, xem nào. Tại vì biết hơi thích dày thôi chứ bây giờ tập cái gì bây giờ. Trời ơi, cảm ơn mẹ Nhân và Buna nha. Cảm ơn Thơm Miếng. Mẹ Nhân Thơm Miếng. Rồi, ok, cảm ơn nhiều nha. Nhưng mà bà thích thôi. Nhưng mà em biết sao không? Bố bố, hôm nay bố bố thì sao? Ồ, oh, đúng rồi. Yêu nhau 5 năm, 6 năm trời, biết mang về sao gì. Mai đi luôn, mai mới. Cái đôi này là đôi em thích lắm luôn á. Nhưng mà em nghĩ là ba chắc cũng thích. Tại vì nó đơn giản, nó đẹp. Dạ, yeah, thích mà. Đi được rồi, nhưng mà Cô đây ạ. Ok, cảm ơn Buna. Yes, cảm ơn mẹ Nhân. Rồi, thôi chúng ta đi về nha. Hết sinh nhật rồi. Hết sinh nhật rồi. Tưởng đi ăn rồi đúng không? Tưởng đi ăn rồi.